Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay mấy anh em tiếp tục bị sự cố nha bạn. Anh em nhóm khám phá miền Tây bị sự cố liên tục nha bạn. Mới được khổng bị mất cái xuồng bữa nay. Sáng nay mấy anh em mới hay các bạn ơi. Cái ghe mình đậu đây nè. Nó cạy cửa lấy hết mấy cái bình trong ghe luôn các bạn ơi. Tối bị mưa nha các bạn. Tối mưa sáng đêm luôn. Sáng ngày mấy anh em đâu có hay đâu. Mới đi làm bắt đầu mới hay nè. Mới đi xuống coi xuống ghe nhỏ. Ghe nhỏ dòm lại mới thấy ghe lớn nó bị cái gì. Cái cửa mình thì có khóa đàng hoàng. Hồi nãy là gì nè. Nó nại cái này các bạn. Nó nại cái khoen này nè. Nại cái này gãy luôn. Khoen nè. Này nó có cái cây gì nó đút vô. Mình khóa nha các bạn. Nó khóa gì nè. Thấy đâu nó đút cái cây này nại thì bên đây gãy nè. Tại nó hơi yếu nè. Sớm làm xong xuống đây thấy cái nghe trong quát. Cái này gãy nó rồi xong không biết mình. Mở cửa sổ ra hết đi. Sổ hết cho sáng mở cửa trước. Cửa trước. Trời ơi mấy con chuột gì đó thôi mày. Cái cửa trước đó thì mình gài khoen hả mày. Không có ấy được. Này hôm giấc khuya nó mưa sáng đêm nha các bạn. Mình cứ gắn cái camera chút mình lên mình coi lại. Về giấc khuya coi cũng lâu dữ ạ. Gắn camera phía trên nhà chụp xuống thôi mà. Và chắc nó cặp. Nếu mà nó cặp ghe vô đây thì dòm khó thấy lắm. Mình coi nó gần cầu không? Không đâu, cái đó cần cồng kềnh. Cồng kềnh chắc nó không thấy nữa. Xuống đây để gì, có cái máy bấm điện của mình lấy được. Thì nó lấy cái đó nó mở cái gì đó. Lấy máy bấm điện mình mở. Sao qua cái gì quá trời vậy? Lột nè, lột cái cám cái gì vậy? Cám bể ra đi. Cái thức ăn á. Đây nó mở à. Này nó mở con vít ra hả? Mở vít hay là nó nại cái này? Mở vít ra luôn. À. bốn cái bình của mình một cái 150 ampe hai cái với một cái 100 ampe hai cái là mình bắt mấy cái bát sắt hết nha các bạn. Bắt tắc kê bắn vít vô luôn rồi sau nó xuống nó lấy chân cái cây khoan điện của mình đó bạn. Khoan điện mình để ở đây nè, nó lấy nó mở luôn rồi. Mở lấy luôn rồi, mở xong rồi nó lấy cái khoan điện luôn. Này đâu có dấu này, này. Một, à, này một này, bên này nè, một bên mở vít bên này 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 đầu lòng trong thì này nè. Cũng như nó mở ngoài này rồi cái này nữa. Ừ. Dở lên á. Này ngoài này mở nè, cái này lên nè, xéo lên. Đồng này đầu ngoài mở nè, mấy ốc chích để ngoài. Nè. Đây chiếc ghe mình bị cái bình này. Chiếc bình này là thứ hai rồi, cái này nó nại ra luôn vậy hả? Phải không? Ờ, nó gãy phải không? Xèo gãy luôn. Xèo gãy luôn. Đầu kia. Con này con. Đầu nó cứng quá xèo. Này thời gian nó làm cái này không có ít đâu. Nửa tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Mở mấy con ốc. Xèo cái cửa rồi mở vô đây dỡ này lên. Đây cái thùng chìa khóa của mình. Nó lấy luôn. Sao mà nó biết được, cái máy khoan trong thùng chìa khóa mà sao nó biết thùng chìa khóa luôn nè, nó hay nè. Dọn máy này lên bớt nè. Quá trời.
trong đó còn không? Có, nó đèn pin còn. Chắc là chủ yếu lấy bình mất tiền thôi, chứ có cái gì đâu, tiền không có. Anh em sửa soạn đi trải nghiệm. Anh đi ăn câu xong rồi về soạn đồ đi trải nghiệm. Dọn cái thấy nản luôn. Đợt lúc mình mới làm ghe cũng bị mất hết 4 cái. Cái này. Này còn gặp nạn vậy đó. Cái này đi xa bị đặt không thôi. Nghe ở nhà không bị đặt. Cái hầm máy nãy coi rồi phải không? Hầm máy nãy giờ coi rồi. Không có cái camera mình nó bị phức cái cây nè. Camera gắn trên nhà nó bị được rồi, chặt cái cây này rồi bây giờ nó mọc lên nó hơi bị phức tí xíu. Chúc mình lên xem lại với mình có kêu thợ vô mở ra coi các bạn. Rồi chắc mình gắn thêm camera nữa. Gắn thêm mấy mắt nữa. Mình gắn hai cái rồi đó. Mà cái tầm quan sát buổi tối á nó hơi bị tối. Xa sao thấy. Thấy rõ lắm nhưng mà nó bị tối nè. Bị đứt cái bóng đèn nữa. Cục điện này mình làm cái bóng đèn đó bạn. Rồi bóng đèn nó bị đứt rồi. Chỉ còn có cái bóng đèn bóng đèn này thôi. Bóng đèn năng lượng nè. Rồi nó bị cái rèm này nó che nè. Nó hơi bị tối nha. À mình chúc mình lên xem camera lại. Anh có kêu thợ lên này. Kêu thợ vô ở ra xem lại rồi với gắn thêm mấy con mắt nữa, phía trên nó camera mình đặt phía trên đó bạn, đây ngay lên trên đó thì nó hơi bị phức cái cây này được rồi mình chặt rồi giờ nó mọc lên nè thì nó núp vô chỗ đó nói chung cũng khó thấy, chỉ có đi xuống có người đi xuống thì mình giờ mình thấy liền, mình sợ nó cặp ghe bên hông các bạn, cặp ghe bên hông này nó khó thấy, chắc mình phải gắn thêm con mắt nữa các bạn, gắn cái hướng bên đây qua nữa. Mới bị đi chuyến rồi về mất cái xuồng tính đậu lại mà không gài mấy anh em là trang bị là tính ngày mai là đi biển các bạn, thấy bớt gió tính đi biển xuống cái bị tăng quan hết trơn kiểu này. Bốn cái đó là giá trị nhất à, lấy bốn cái đó thôi chứ với ghe mình đâu có gì ngoài bốn cái bình. Cái canh dầu đó mình đổ vô trong canh dầu bự luôn thôi, chứ cũng lụm canh dầu luôn rồi. Canh dầu 30 lít. Canh dầu không có nhiều mà nặng quá nó cũng khiêng. Canh dầu cũng mấy trăm ngàn. 500. Khóa cửa trước chưa? Rồi. Mấy anh em chắc phải trễ nải lại thêm cỡ chắc cỡ giờ nhà nó mới có đi được các bạn, đến đi trải nghiệm biển mà đợi cho im biển im lại rồi đó. Phía sau nhà thì cũng có camera, chắc mình gắn thêm ở đây cây nữa bạn ơi, gắn thêm ở đoạn này chụp xuống thêm cái nữa. Đây camera của mình đây là nó chiếu ra tới ngoài đường lộ lên tới cầu luôn nha mọi người. Rồi mình gắn nè. Đó con mắt. Đó là mình chiếu thẳng nước ngoài đó luôn. Chiếu dòng ra tới cầu đó luôn. À, nếu mà người trên cầu với dưới này đi đường lộ là mình thấy hết trơn luôn à. Bây giờ nó ba cây này nó bị bít quá bít rồi. Bít nó phức rồi nó cặp sát vô ghe nó đi xuống sao mình không thấy,
nãy giờ coi tới coi lui rồi, để hơi thở nó vô nó coi rồi nó gắn thêm cho mình vài con mắt camera nữa nha các bạn. Đây giờ nó gắn phía trên đó cái chụp ra ngoài nữa mới thấy rõ được. Thôi gắn dưới đó đâu được. Gắn dưới ghe nó biết camera lại nó bịch rồi. Đây, vậy là mấy anh em không được may mắn nha các bạn. Không ngờ tháng này tháng gì mà xui quá. Mới mắc cái xuồng bây giờ quay qua mắc 4 cái bình luôn. Cại. Giờ mình chờ người gắn camera vô với phần ta mở chiếc xúc lại mình coi camera lại nha các bạn. Gắn thêm vài cái nữa đặng mới dòm thấy quan sát nó rõ được hết. Cái sợ nó cập cái đường sông á là mình không thấy nổi. Bởi vì chắc Phương phải gắn thêm một cái con mắt nữa các bạn. Đợi anh ta vô gắn thêm nữa. Đợi anh ta vô coi mở là coi coi tướng đi coi có quen không. Nếu mà sớm là làm biết đó. Dòm biết liền à, nếu mà sớm là dòm biết liền. Sợ người ta ở xa thôi. Chứ còn sớm là dòm biết liền. Ít gì cũng từ giá hai người nha các bạn, chứ một người không bao giờ lấy được mấy cái bình đó. Bình đã khiên không nổi nha. Mình ăn là khiên ăn chậm xong rồi khiên cụp xương sống luôn về bình luôn. Rồi vậy là cậy đi, của đi thay người. Giờ qua hết cái tháng xuôi này biết là tháng sau mình hên lại. Nói hôm nay mấy anh em mưa từ sáng tới giờ, hồi nãy cũng có đi văn câu các bạn ơi, giờ để tối mấy anh em mới đi thăm. Video này thì Phương chỉ có thông báo cho mọi người biết là mấy anh em sẽ đi trải nghiệm biển, nhưng mà đi trải nghiệm biển nhưng mà hơi chậm lại nha các bạn, tuần nữa. Thu xếp xong xuôi hết trơn rồi mình mua bình mua đồ rồi lại mua giỏ rồi lại xong rồi mấy anh em mới xuất hành đi nha các bạn. Bây giờ bị nạn rồi, bị nạn cho nên là không có theo cái lộ trình của mấy anh em được. Mấy anh em tính là đi trải nghiệm biển khoảng chừng 5-7 bữa vậy các bạn. Giờ bị sự cố nữa chừng như vậy rồi chắc hẹn cô chú anh chị và các bạn lại khoảng tuần lễ 10 ngày sau mấy anh em sẽ xuất hành cho chuyến trải nghiệm biển của mấy anh em. Rồi thôi video Phương xin thông báo đến cô chú anh chị đến đây, Phương chắc cũng xin kết thúc. Giờ xin chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.